bảo vệ đồng tiền. Dù có được tới tỷ phú, có bạc tiền chất đóng rồi cũng bị cái lợi nó hành hạ, suốt đời phải lo âu, khổ công tính toán, điều động sao cho gia tài bạc tỷ của mình còn tồn tại mãi thôi. Cho nên ham hưởng dục nặng trược thì bị trì kéo xuống cái nặng, bởi nợ nần thế gian phải gánh vác. Ham hưởng dục thanh nhẹ thì được kéo đi lên sáng suốt, an lạc thanh nhẹ lân lân. Vì vậy cha kêu gọi cổ võ tập thể loài người nên ham muốn mà biết ham muốn hơn, dục mà biết dục hơn, nếu muốn được hưởng thật sự. Hãy dấn thân tìm hưởng cái lạc thú dục đầy kỳ ảo của tiên Phật đi con. Bởi cảnh dục do điển âm dương giao hòa, vía hồn tương hội như vợ chồng thế gian đó, không phải là điều tưởng tượng bịa đặt, mà là một hiện thực sống động, và bất cứ con nào cũng có thể chứng nghiệm được nếu nó quyết tâm chịu hành pháp công phu luyện đạo. Thật tình, từ trước tới nay các thiền sư chân tu chứng đắc được trạng thái âm dương tương hội đã không tiện thố lộ cho trần gian biết những thi vị kỳ ảo đã chứng nghiệm được với cảnh hạnh phúc vợ chồng trong bản thể, và các vị ôm theo lên niết bàn bao bí mật kỳ thú sau khi tịch diệt. Thế nên người trần ngu muội cứ tưởng biết dục và hưởng dục hơn ông Phật, nhưng không ngờ ông Phật lại biết dục và hưởng lạc thú dục hơn con người gấp ngàn lần đó con. Riêng trong phái Vô Vi hiện tại cũng có nhiều con được khai khiếu mở huệ ít nhiều. Những con này có dịp nếm những chứng nghiệm rõ ràng về cái bản thể con người được nhìn thấy thực sự như cái tiểu thiên địa. Có đứa được chứng nghiệm đi chơi bằng hồn trong tệ luân hư cảnh, tức đi chơi trong bản thể của nó, được thấy phần âm hay cái vía thường được gọi là cô tiên của nó. Cũng có đứa xuất hồn ra khỏi tiểu thiên địa để ngao du đó đây trong đại thiên địa. Việc này con có thể tìm liên lạc với chúng nó để nghiên cứu học hỏi thêm. Tuy nhiên nếu muốn thỏa mãn thực sự tính hiếu kỳ thì chỉ có cách là con dấn thân để thực sự chứng nghiệm, chứ chỉ tìm nghe cho biết thì cũng không hữu ích bao nhiêu và cũng chẳng thể thỏa mãn óc hiếu kỳ của con được đâu. Hôm nay cha có dịp nói chuyện với chúng con về dục, cha bàn đến nó một cách thẳng thắn cởi mở với chúng con để phá mê cho chúng con, giúp khai thông vấn đề hơn để kéo điển chúng con lên chỗ sáng suốt hơn. Cha tiếp chỉ nói điều này một cách tổng quát và không thể dùng ngôn ngữ để bàn nó một cách tỉ mỉ sâu xa mọi khía cạnh tế nhị của vấn đề vĩ đại này. Tuy nhiên ý cha cũng muốn hạn chế như vậy, và phần còn lại cha dành cho các con. Việc dấn thân để nếm, để chứng nghiệm thực sự và để thực sự biết nó, chứ rồi nghe qua cho biết thì không thể nào thực biết đâu các con. Rốt rồi khi con hiểu, con sẽ thấy dục chẳng có gì là xấu xa. Tất cả những gì được xem là tội lỗi là thoái hư tật xấu của con người, những gì làm con người luôn luôn băn khoăn thao thức khoắc khoải ưu tư, những gì mà các hệ thống triết lý học thuyết xưa nay luôn luôn tranh nhau nghiên cứu và ồn ào bàn cãi như tham sân si dục vân vân, điều tự nó vốn không xấu. Nó vốn dĩ không xấu, không đẹp, chỉ vì nó có những màu sắc dị biệt, những khía cạnh khác nhau, từ nặng đến nhẹ, từ trượt đến thanh đấy thôi. Và con người phải học hết những khía cạnh, những màu sắc đó mới thật biết bản chất của nó. Các con có biết thật sự tội là gì không? Tội không phải là tham sân si dục đâu các con, mà tội là cái gì gây trở ngại cho sự tiến hóa của con đó thôi. Các con phải biết rằng tất cả chỉ vì mục tiêu tiến hóa, chỉ vì sự vận hành của định luật tiến hóa, và điều gì gây trở ngại cho sự vận hành đó sẽ được xem là tội. Cho nên khi con dục, ngay cả dục theo thú tính như con dâm vô độ chẳng hạn, cái này chỉ thể hiện dục tính của con ở khía cạnh trượt đó thôi. Cái dâm trượt đó tự nó không xấu, không là tội, nhưng sở dĩ nó được xem là xấu, là tội, vì kiểu dâm trượt này gây những hậu quả làm trì trệ sự tiến bộ của con, làm suy nhược xác thể, yếu đuối tinh thần, chưa kể những ảnh hưởng tác loạn di hại đã gây cho cá nhân khác vì cái dâm trượt đó. Do vậy nó trì kéo con xuống chỗ trượt hơn và bị luật nhân quả tác động khảo đảo, khiến con bị trở ngại trên bước tiến lên của con, vì vậy nên được xem là tội đó thôi. Cho nên khi hiểu ra, con người sẽ thấy rằng nó thực sự chỉ là điển quang, được cấu tạo bằng điển âm và điển. Gồm xương, máu, thịt, bọc ở ngoài cùng đó thôi. Và rồi phần âm và dương trong con người luôn luôn ở trạng thái phân ly khi nó còn ngu muội,
Vì u tối ngu muội nên hai phần này không biết nhìn nhau, không đến được với nhau. Khi hai phần này chưa tương hội còn xa nhau, con người sẽ cảm thấy đau khổ, thiếu thốn và không bao giờ thỏa mãn. Nó sẽ mãi đi tìm mọi đối tượng bên ngoài nó, đi tìm mọi lạc thú ở khắp nẻo đường trần để khỏa lấp vào cái cảm giác bơ vơ, thiếu thốn, lạc lõng, phi lý ấy. Nhưng không bao giờ nó nghe thỏa mãn và hạnh phúc thật sự cả. Chỉ khi nào hai phần âm và dương trong con người tìm đến hội ngộ được với nhau, rồi đi đến chỗ thật sự hòa điệu hợp nhất, con người mới nghe thỏa mãn, thanh tịnh, hạnh phúc, lâng lâng. Khi hiểu rồi, thì dục vừa là khởi điểm, vừa là chung cùng, vừa là nguyên nhân phân ly, vừa là hậu quả tương hội. Vì dục mà tán vạn thù, nhờ dục mà quy nhất bổn. Cho nên, dục là bản chất không thể không có của con người, của Thượng Đế, của chân lý đó các con. Tóm lại, vấn đề không phải là diệt mất bản chất dục, mà phải thăng hoa cái dục, học biết dục ở khía cạnh đẹp hơn, lớn hơn, phát triển tính dục luôn luôn để hợp theo quy luật thiên nhiên, đi theo sự vận chuyển không ngừng của vòng tiến hóa, cho đến khi nó thành vô cùng tận. Đấy là về đến ngôi Thượng Đế đó các con. Ở ngôi này con sẽ dục đủ kiểu, từ trượt tới thanh, từ nặng tới nhẹ, dục trong từng nguyên tử, dục theo kim thạch, theo thảo mộc, dục theo thú, dục theo người, dục theo thánh, theo tiên, theo Phật, vân vân. Thượng Đế dục không ngừng, dục đủ kiểu nên hưởng đủ thứ lạc thú. Những kiểu dục khác nhau, những trạng thái rung động lạc thú khác nhau này diễn ra cùng một lúc trong Thượng Đế để trở thành một sự hòa điệu kỳ ảo của mọi trạng thái. Một cảm giác hạnh phúc tuyệt diệu vô biên, một thứ lạc thú mênh mông vô cùng tận. Dục lúc ấy là chân lý vô cùng vô biên, là sự sống vĩnh cửu của càn khôn, là tình yêu, là minh triết, là ý chí, là điều tốt lành, là cái đẹp đời đời của đấng toàn năng, toàn giác, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ đó các con. Thưa cha, con không thiền theo một pháp môn nào cả. Con sợ hành không đúng có hại cho cơ thể. Con chỉ theo cách thiền định như bên Thông Thiên học dạy, là tập định trí vào một tư tưởng lành, hoặc niệm Phật trong tâm, hoặc quán tưởng đến vị Phật nào mình ưa thích, để cho tâm được dần dần thanh tịnh. Thưa cha, cách thiền định để đạt tới sự thanh tịnh nội tâm như vậy có giúp cho âm dương tương hội, phản bổn quần nguyên không, hay bắt buộc phải theo cách luyện tinh để quy tam bổ tạo thánh thai mới được hả cha? Xin cha dạy cho chúng con rõ. Này các con, pháp môn luyện đạo dùng pháp luân nghịch chuyển tinh đi lên quy tam bổ để tạo thánh thai, ấy là pháp tu tắc, là phương pháp luyện đan để quy tam hiệp ngũ tạo anh nhi xá lợi, hầu tiểu hồn nương theo đó mà phân lối trở về. Các con có biết quy tam hiệp ngũ là sao không? Là quy tam bổ hiệp ngũ khí, gọi là ngũ khí triều nguyên tam quê tụ đảnh đó các con. Những pháp luyện đan khác nhau xưa nay đều là tâm pháp bí truyền. Tuy cách thức có hơi khác về mặt hình thức, nhưng chung quy cũng chỉ là dùng cách vận pháp luân chuyển nguyên tinh đi lên, hóa ra nguyên khí hiệp với nguyên thần. Cách vận pháp luân ấy có mục đích giúp đem thanh khí điển của trời đất vào thanh lọc nội tạng, gom khí ngũ hành về trung ương, tức là ngũ khí triều nguyên. Điển khí ấy mới hiệp với nguyên tinh nguyên thần để tạo nên thánh thai xá lợi đó các con. Còn cách thiền định mà con đang hành đó là cách phổ thông trong quần chúng, để giúp cho con người tập từ từ nhiếp cái tâm, dình cái ý, gom thần nhập định để đạt tới trạng thái thanh tịnh sáng suốt nội tâm mà thôi. Khi con người mãi lo lắng, tính toán, ham muốn, vọng động chuyện trần gian, mãi đắm chìm trong tham sân si, hỷ nộ ái ố dục vân vân, thì tự nhiên tam bủ hao mòn, ngũ tạng suy vi, ngũ hành phân tán. Khi con người chủ động được phàm ngã, chế ngự được lục căn, phá con khỉ tâm xiền, con ngựa ý, bế ngũ quan, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, không cho vọng động trần gian nữa, thì bản thể được thanh tịnh. Mà bản thể được thanh tịnh thì tự nhiên tam bủ quy tụ, khí ngũ hành nhờ đó mà từ từ gom về trung ương, tức là ngũ khí triều nguyên. Khi ấy mới hiệp cùng nguyên tinh nguyên thần để tạo thành thánh thai xá lợi đó các con. Cho nên cách thiền mà con đang hành đó cũng giúp cho con định trí để gom thần hồi quang phản chiếu. Và khi con đạt tới trạng thái thanh tịnh nội tâm thì cũng có kết quả như con dùng bí pháp luyện đan này vậy. Tuy nhiên cách này đi chậm hơn là cách con biết dùng bí thuật để đem khí dương của thiên địa vào bản thể, thanh lọc ngũ tạng, tác động để con gom khí ngũ hành
nghịch chuyển tinh tinh đi lên hiệp với nguyên thần để quy tam bổ. Cho nên nếu con quyết tâm giải thoát và muốn được tiến bộ nhanh thì con nên theo pháp tu tắc dùng bí thuật để phân luyện đó các con. Hiện nay pháp môn vô vi quyền bí học này cũng là một phương pháp luyện đan, nhưng đã được Thượng Đế chuyển cho phổ truyền công khai trong quần chúng. Vào giai đoạn cuối của Hạ Quân Mạt Kiếp, hầu nhân loại có chiếc chìa khóa quý báu để khai thiên môn mà trở về phản bổn quần nguyên, âm dương hiệp nhất. Pháp môn này tương đối dễ hành và không đến nỗi nguy hiểm, có thể phổ truyền cho quần chúng. Rồi đây từ từ những pháp môn luyện đạo mà cách thức có thể phổ thông cho con người sẽ được Thượng Đế chuyển cho công khai hóa. Đấy là hồng ân Ngài ban cho trần gian vào kỳ đại xá này của trời đất. Vậy con hãy tận dụng chiếc xe tốt để trở về, chớ bỏ lỡ cơ hội nghe con. Duy có điều dù con hành pháp luyện đạo để tu tắc, nhưng nếu con không lập hạnh giải thoát, tâm ý cứ vọng động sự đời, chưa chịu dứt khoát từ bỏ chuyện trần gian, cứ mãi để hồn con chao động với hỷ nộ ái ố tham sân si dục vân vân, thì dầu có dùng pháp tu tắc hay chừng nào, con cũng không thể đi nhanh được đâu. Cha nhắc lại, vào nguồn chót này con phải ráng lo tròn tam công thì mới mong đi kịp đó nghe các con. Thưa cha, có người cho rằng làm việc cũng là một cách thiền, khi mình chú tâm vào lo công việc thì đấy cũng là thiền. Nhưng cách thiền này lại hữu ích cho xã hội hơn là cách ngồi nhập định cho được thanh tịnh, chỉ để cho một mình được hưởng. Tư tưởng này có hợp lý không hỡi cha? Xin cha cho con rõ. Này con, khi con chú tâm vào một công việc để làm tròn bổn phận làm người và để phục vụ xã hội, thì đấy cũng là một cách định trí tập thiền, điều đó đúng. Nhưng khi nói rằng việc ngồi công phu để được thanh tịnh không đem lại hữu ích cho xã hội, điều ấy sai con. Thực ra một con người đạt được sự ổn định, sự quân bình, sự sáng suốt nội tâm mới thật hết sức hữu ích cho xã hội đó các con. Chính sự sáng suốt ổn định đó là những điều kiện tốt đẹp cần thiết để phục vụ hữu hiệu cho tha nhân. Kẻ sáng suốt thanh tịnh bao giờ cũng đóng góp được nhiều cho sự an vui của kẻ khác. Còn kẻ kia tuy chú tâm vào việc nhưng lại quá lo âu điều thành bại, quá vọng động vì công việc khiến trí óc rối loạn, thần kinh căng thẳng, lao tâm tổn trí, nên thần tán khí hao điển mất, lục phủ ngũ tạng do đó bị suy yếu, gây tổn hại sức khỏe cho thể xác lẫn tinh thần. Đấy là những điều kiện xấu gây trở ngại lớn cho việc phục vụ xã hội nhân quần. Có thể nói kẻ này có thiện chí phục vụ nhưng lại bất trí vậy. Trường hợp này không thể gọi là thiền, vì thiền ắt phải có định. Ở đây không thể nói là định vào công việc, mà động vì công việc thì đúng hơn đó các con. Con phải biết rằng, một người đạt được sự ổn định quân bình sáng suốt khi làm việc thì đem hết khả năng và lương tâm ra phục vụ, không lơi tâm bê trễ nhưng lại không vọng động vì công việc. Có thành thì tốt, có bại thì thôi, ấy là lẽ thường ở đời. Không vì thế mà chán nản, buồn rầu, loạn tâm, khổ trí. Ấy vậy mà ít khi gặp thất bại, nhờ biết giữ ổn định sáng suốt trong công việc đó con. Làm việc mà không vọng động vì việc, nhưng vẫn sáng suốt điều hành chu đáo công việc với tất cả lương tâm và khả năng phục vụ. Ấy là lối làm việc của bậc thượng nhân cao kiến đó các con. Cho nên cha khuyên các con, dẫu công việc nhiều đến đâu, mỗi ngày con nên dành ra ít nhất cũng 2 tiếng đồng hồ vào giờ tí để công phu thiền định. Giờ này là lúc mà mọi vật đều an nghỉ sau một ngày náo nhiệt. Rồi thì trong tư thế tĩnh tọa, con hãy buông bỏ hết thế sự, dình cái tâm nhiếp cái ý, bế ngũ quan đoạn lìa với thế giới bên ngoài, để quay vào trong, lắng nghe tiếng nói của chân ngã. Nhờ những giây phút này mà hệ thống thần kinh của con được ngơi nghỉ, mọi cơ quan cơ năng đều được vỗ về, được tiếp trợ do con đem dưỡng khí vào bản thể qua phép vận hơi thở. Cơ thể của con vì đó mà được thanh lọc ít nhiều, nhờ tống bớt đi một số tháng khí độc hại đó các con. Đấy là nói về mặt y học thực tiễn. Riêng về mặt khoa học vô vi, ấy là lúc mà con đem thanh khí điển của trời đất vào để tiếp xúc với bản thể, thanh lọc nó, khai thông những bế tắc của nó, giúp nó sinh động lại nhờ sự tăng trưởng của phần điển lực trong con lúc đó. Vì khi chúng con dùng pháp nhiếp tâm dình ý bế ngũ quan, khí điển của con không bị phân tán đi, sẽ từ từ gom tư tưởng để chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời.
Nếu con nào có bạn người công giáo, con nên chỉ dẫn pháp vô vi quyền bí học để giúp nó khỏe mạnh xác thể và sáng suốt tinh thần. Phần lời nguyện con dạy nó niệm câu xin cúi lại Đức Chúa Trời hay Đức Thượng Đế cũng được, chứng minh con tu hành đắc đạo và tưởng Thượng Đế trên đầu, răng kề răng, co lưỡi. Phần thiền định thì con khuyên nó nghĩ tưởng trở về hợp nhất với Thượng Đế, như vậy để nó khỏi nghi ngại hoang mang và để nó thấy rằng pháp thiền chỉ giúp cho nó tiến đến gần hơn đấng mà nó hằng thờ phượng đó thôi. Và rồi nếu nó chịu chuyên tâm tinh tấn hành pháp, có khi nó sẽ được thấy Chúa bằng huệ nhãn, được xuất hồn lên gặp Chúa ngay khi nó còn sống tại thế gian. Hiện nay đã có một số ít là tu sĩ công giáo được cha chuyển ơn cho hành pháp thiền rồi được mở huệ khai khiếu, chứng nghiệm nhiều hiện tượng vô vi để biết thêm Phật, Chúa Giê-xu cùng một gốc mà ra cả. Các con Thiên Chúa giáo không chịu chú ý rằng trước khi ra hành đạo cứu nhân độ thế, Chúa Giê-xu đã tự cô lập nơi thanh vắng, nhịn đói 40 ngày để thanh lọc bản thể, gom thần nhập định hầu được tiếp xúc và nhận ân điển của Đức Chúa Cha, truyền ban sứ mạng, ra mở đạo tế độ quần sinh. Đấy là Chúa đã nêu gương cho nhân loại thấy rằng, muốn được gần gũi tiếp xúc với Thiên Chúa, con người phải tìm vào cô đơn, đắm chìm trong sự vắng lặng của nội tâm, gạt bỏ mọi tư tưởng thế sự, để linh hồn quy về hợp nhất với đấng tạo hóa. Đó là gương Giê-xu dạy loài người tìm về thiền định để tạo điều kiện tốt, gần gũi và hợp nhất với Thiên Chúa. Giáo văn một đoạn quan trọng này trong phúc âm mà chẳng bao nhiêu đứa chịu chú ý nghe gương Chúa đó các con. Cũng như các con bên Phật giáo đọc lại cuộc đời của Đức Phật mà không biết nghe gương Phật. Các con muốn về Niết Bàn, muốn tới cõi hư linh để thoát vòng luân hồi chuyển kiếp mà chỉ lo thờ lại tượng cốt, xin Phật ban phước điều nọ điều kia, hoặc xin Phật cứu độ linh hồn cho con được về cõi Phật. Như vậy, chừng nào các con mới thoát vòng tứ khổ để về đến nơi giải thoát của các con? Sao các con không thấy rằng Phật được về tới Niết Bàn đâu phải nhờ thờ lại tượng cốt nào hay nhờ tụng kinh gõ mõ đâu các con? Có lúc nào trong giai đoạn tu hành của Phật, con nghe nói Phật đốt nhang hoặc tụng kinh gõ mõ mà được đắc đạo không hả con? Con khá biết rằng, Phật phải hành công phu gom thần nhập định, hồi quang phản chiếu, bản thể thanh tịnh, tâm ý không không, nhờ đó mà quy tam bổ hiệp ngũ khí, tạo được xá lợi, nguyên thần được siêu xuất, rồi đạt tới chỗ âm dương hiệp nhất, thanh tịnh như như, an lạc niết bàn. Các con Phật tử ngày nay, phần đông chỉ lo bái sám tượng cốt, tụng kinh gõ mõ ê a cho Phật nghe, để Phật phò hộ, chứ không tìm thấu đạt lý kinh, để rồi dứt bỏ vọng tâm, tìm cơ siêu xuất noi gương Đức Phật, gom ý trụ thần, tinh tấn siêng năng, trao dồi thiền định, có vậy mới mong thoát vòng lục đạo, tứ khổ luân hồi đạt đến cao siêu, về nơi giải thoát. Cho nên trải qua bao nhiêu ngàn năm, các tôn giáo bị biến cải dần dần, đi đến chỗ thất chân truyền, chánh pháp hoằng khai thuở xưa, đều lọt vào tai phàm nên đã bị cải sửa biến dạng, suy thoái, làm hư mối đạo đó các con. Bên Nho giáo, các hàng nho sinh hậu lai phần đông học thuộc lào ba mớ chữ trong tứ thư ngũ kinh để lòe đám dân ngu, hoặc để mưu cầu danh lợi quyền cao lộc cả chốn quan trường, chứ không phải học để mở mang trí tuệ, lo tu tâm dưỡng tánh trao dồi hạnh nết, để biết cư xử sao cho vẹn đạo làm người, cho tròn nhân đạo, hầu có nền tảng chắc chắn đi vào thiên đạo. Còn lão giáo dạy lý quyền cơ lẽ bí nhiệm của bộ máy âm dương trời đất đã bị thoái hóa từ chỗ vô vi cao viễn xuống những trò mê tín dị đoan, phô trương phù phép, đồng bóng hô phong quán vũ vân vân. Bài vẽ cho con người ham thích cái quyển hoặc của bàn môn tả đạo, chứ không còn biết hướng về cái quyền diệu của minh triết cao siêu. Còn Phật giáo thì tam sao thất bổn, đi từ chỗ cao siêu thậm thâm xuống tới chỗ hữu vi âm thinh sắc tướng. Giới tu hành phần đông câu nệ vào kinh điển, nhưng lại không tìm đạt thấu lý kinh để hiểu chân lý Phật dạy, quay vào trong để tìm Phật tánh. Phật tử lại cứ phóng tâm ra ngoại giới, lo tụng kinh gõ mõ lễ bái cúng lại ông Phật gỗ xi măng để xin được hộ trì. Thế nên dần dần sa vào chỗ mê chấp sắc tướng sai chân truyền,
không đi đến chỗ siêu diệu. Do đó mà linh hồn không lên được chỗ giải thoát, phải trở lại chuyển kiếp luân hồi để học hỏi tiến hóa nữa đó các con. Còn bên Kitô giáo thì Hội Thánh La Mã chỉ lo củng cố vương quyền các hàng lãnh đạo, các hàng giáo phẩm không thực thi đúng điều Chúa dạy và không hướng dẫn dân đi theo đường lối Chúa muốn, đến nỗi trước nguy cơ chết chóc của con người bởi thảm họa chiến tranh, mẹ phải hiện ra tại Fatima vào Thế chiến thứ nhất để mang những thông điệp quan trọng khẩn cấp, nghiêm khắc cảnh cáo giáo hội La Mã và tín đồ Kitô giáo rằng phải tức khắc lo ăn năn đền tội, thực thi đúng đường lối Chúa dạy. Và mẹ đã truyền cho giáo hội phải làm gương, cùng kêu gọi giáo dân ăn chay trường. Ăn chay theo ý Chúa là không ăn thịt loài thú, tức dùng rau quả ngũ cốc. Điều đó hết sức quan trọng để cứu dân thoát cảnh chết chóc tương tàn do nghiệp sát đã lôi cuốn hàng triệu con người vào cảnh máu đổ thịt rơi bởi những cuộc chiến tranh khốc liệt mà thảm họa hủy diệt của loài người sẽ không sao tránh khỏi. Đấy là hồng ân Thiên Chúa ban rải để cứu rỗi con người qua phép lạ Fatima đó các con. Nhưng từ ấy đến nay giáo hội đã chẳng sửa sai được điều gì đáng kể. Cho nên cha cho biết nếu tình trạng cứ tiếp tục như vậy, rồi đây giáo hội La Mã sẽ hoàn toàn sụp đổ trước cuối thế kỷ này, để thể hiện lời tiên tri của Đức Mẹ đó các con. Có thể nói đây là giai đoạn suy bại của các nền tôn giáo cũ, nên còn gọi là thời kỳ mạt pháp. Vì vậy vào giai đoạn tới, khi cha thật sự công khai xuất hiện ở cơ chuyển tiếp, ngũ diện đạo đức cao siêu sẽ được tu chỉnh để phục hưng và đi vào cơ uy nhất. Cơ uy nhất là gì hỡi các con? Là tam giáo uy nguyên ngũ chi hiệp nhất. Tam giáo uy nguyên là ba tôn giáo cổ, tức Nho, Thích, Lão phải quy về một mối. Còn ngũ chi hiệp nhất tức là nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo phải hiệp về một gốc. Vậy có nghĩa là tất cả các chi phái, các tôn giáo khác nhau trên thế giới đều nằm trong ngũ chi này và sẽ đến lúc phải quy về cội nguồn là Thượng Đế mà thôi đó các con. Vì các tôn giáo chi phái đều là những phương tiện khác nhau, cha cho xuống thế để mở rìa mối đạo, hướng dẫn nhân loại tiến hóa đi lên. Những phương tiện này thuộc về khối thanh, thuộc về cái lực tốt lành của càn khôn để kéo con người lên chỗ sáng suốt. Con người vì vô minh mê chấp nên phân biệt đạo người đạo ta, đạo người thấp đạo ta cao, chỉ có đạo ta là chân lý, mà nó không hiểu rằng tất cả đều từ một cội nguồn Phật, Chúa, Lão, Khổng hay các giáo chủ khác đều được Thượng Đế giao sứ mạng xuống thế vào những thời kỳ khác nhau, ở những địa phương khác nhau để hoằng hóa mối đạo, mở trí khai tâm cho dân biết điều thiện lành, đạo đức, hậu tiến hóa trở về với Thượng Đế đó các con. Đấy là những phương tiện mà Thượng Đế gửi đến các tiểu hồn của Ngài để nó vạch lối tìm lại quê xưa. Con người ngu muội chưa hiểu chân lý nên đố kỵ tị hiềm, trách ta ngã mạn, đi đến chỗ gây chia rẽ phân biệt giữa các tôn giáo chi phái, không thực thi đúng tinh thần từ bi bác ái và những điều giảng dạy của các vị giáo chủ, khiến cơ đạo phải ngửa nghiêng, mà hễ đạo ngửa nghiêng thì đời phải hỗn loạn. Cho nên sắp tới đây cha sẽ bước ra để lo cơ uy nhất. Cơ này là đại cuộc của đất trời mà cũng là đại cuộc của linh hồn các con. Bằng mọi giá các con phải thực hiện nó cho kỳ được. Nếu không thực hiện được thì chắc chắn các con không có ngày về đâu các con. Vì nếu các con không quy hiệp được có nghĩa là các con chưa chịu hòa đồng, chưa chịu thực thi hòa ái, còn chấp nê đố kỵ, tâm tánh còn hẹp hòi, cống cao ngã mạn, còn thiếu đức từ bi bác ái, nhân tính chưa tròn thì làm sao đủ tiêu chuẩn để được chọn vào cơ thánh đức ở con. Con phải khá biết tinh thần hòa đồng, biết sống tình huynh đệ giữa con người với nhau không còn chút phân biệt là trình độ tối thiểu để sống nguyên thánh đức đó con. Vì cha cho con rõ kỷ nguyên thánh đức là nguyên của thế giới đại đồng. Xã hội này được dựng lên bởi con người biết yêu thương kính trọng nhau, xem nhau như huynh đệ, không còn phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, giai cấp. Con người của xã hội này phải có trình độ tiến hóa cao về mặt đạo đức tinh thần, về lòng từ bi bác ái. Cho nên nếu con nào còn bản tính chấp nê, đố kỵ, hẹp hòi, chia rẽ, không biết hòa đồng, không thực thi hòa ái là đương nhiên sẽ bị gạt tên khỏi sổ lông hoa đó các con.
mà không được tuyển vào dự đại hội Long Hoa, tức là ngày về của con thật không còn có hẹn. Cho nên cơ quy nhất phải thành tựu, mà thành tựu hay không là do chính các con có chịu quy hay không mà thôi. Các con khá nhớ rằng phải quy mới về, vì quy là về, không quy ắt không về được đâu. Các con hãy khá biết điều tối quan trọng này nghe các con. Thưa cha, bên khối thanh có các vị đại diện xuống để kéo con người đi lên. Vậy chắc khối trượt cũng phải có các đại diện ở thế gian để lôi con người đi xuống, phải không hả cha? Này con, có chứ sao không? Đấy là định luật tiến hóa đó các con. Vì trần gian là một môi trường sinh động nhất để các tiểu hồn học hỏi, nhờ lực kích động và phản động giữa trượt và thanh. Nếu khối thanh có các đại diện để hướng dẫn con người đi lên, thì bên khối trượt cũng có những lực lượng đại diện để trì con người đi xuống. Thiếu gì quỷ sa tăng trong hình dạng con người để lôi cuốn nhân loại vào chỗ ác trượt tội lỗi. Con phải biết bên khối thanh cũng như bên khối trượt đều có đủ thứ đại diện ở ngoại địa hạt, tôn giáo, văn chương, triết học, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, khoa học, vân vân. Địa hạt nào cũng phải có thiện và ác hiện diện, hầu con người có đủ cơ hội để học hỏi mọi khía cạnh của chân lý. Cha cho ca ngợi Thượng Đế, rồi cho phủ nhận Thượng Đế, cho kính yêu Thượng Đế, rồi cho chửi rủa Thượng Đế, cho thuyết hữu thần, rồi cho thuyết vô thần, cho chủ nghĩa duy vật, rồi cho chủ nghĩa duy tâm, vân vân. Học thuyết này nhìn chân lý kiểu này, học thuyết khác nhìn chân lý kiểu khác. Triết lý này đưa con người vào ác trượt, triết lý kia kéo con người lên thiện lành. Có loại phát minh khoa học cứu khổ con người, có loại phát minh khoa học để hủy diệt con người, vân vân. Tất cả đều nằm trong ý chí của Thượng Đế, và những vị đại diện của thiện và ác đều được sứ mạng của Thượng Đế để đóng góp cho sự tiến hóa của nhân loại đó các con. Đấy là những kép độc hay kép mùi xuất hiện trên sân khấu của trần gian để diễn những lớp, những màn, những bài bản do ông trời là đại soạn giả, kim đại đạo diễn đó con. Những vĩ nhân của thế giới, các triết gia, những vị giáo chủ của tôn giáo, những đại văn hào, đại thi hào, những họa sĩ lừng danh, các bác học gia, những chính trị gia, những kinh tế gia lỗi lạc, những vị minh quân, các danh tướng, những tay hôn quân vô đạo hay những tay lãnh tụ độc tài vân vân đều có sứ mạng đóng góp cho sự vận hành của bánh xe tiến hóa, cho nguồn máy của thiên cơ vận chuyển đó các con. Thưa cha, những đại diện của khối trượt tức Satan trong lớp con người đã được sứ mạng cha giao để gây những thảm kịch ác trượt dưới trần gian theo ý cha sắp xếp. Vậy nếu họ đóng tròn vai Satan của họ thì cha phải xử họ thế nào hả cha? Này con, kẻ đó phải bị đọa dưới cõi nặng nề tối tăm đau khổ chứ con. Thưa cha, dù họ gieo tội ác nhưng đấy là làm sứ mạng theo ý cha muốn, tức là có công chứ, phải không cha? Này con, đúng vậy, nó đã làm tròn sứ mạng mà cha muốn, tức là phải có công chứ con. Vì vậy mà cha đã thưởng nó bằng cách đọa nó đó con. Như vậy là cha đã cho nó hưởng cái quả mà nó đã có công gieo trồng và vun xới. Tóm lại, khi hiểu rồi thì phạt là thưởng, thưởng là phạt. Bởi đó là chân lý, là định luật nhân quả đó con. Con có công gieo cái nhân gì thì con sẽ hưởng được cái quả ấy đó thôi. Thưa cha, trong việc làm của kẻ ác đó, cha cũng có trách nhiệm xếp đặt. Vậy cha có chịu quả báo không hả cha? Này con, có chứ con. Cha đã sắp xếp điều đó thì tất nhiên cha phải gánh lấy quả báo. Gánh bằng cách nào con có biết không? Cha gánh chịu quả báo ngay trong kẻ bị đọa đày đó con. Vì nó là một chiếc hồn của cha, nó bị đọa đày, tức là cha bị đọa đày qua xác thân của nó. Cho nên ngay giờ phút này Thượng Đế cũng đang bị vùi dập, bị đọa đày, chịu trầm luân, gánh lấy quả báo trong cảnh nặng nề tối tăm đau khổ của cõi địa ngục qua các tiểu hồn tội lỗi đó các con. Nói tóm lại, rốt rồi tất cả mọi sự kiện đều từ cha, đều do cha, đều là cha cả. Cha là bầu gánh, kim đại đạo diễn, kim soạn giả, kim diễn viên, đào két chánh, phụ, độc, mùi, vân vân. Cái nào cũng là cha hết.
cha viết tuồng, cha dựng cảnh, rồi cha diễn cả vai độc lẫn mùi, cả ác lẫn thiện qua các diễn viên đào kép, tức là tiểu hồn của cha đó con. Cho nên cha vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả, vừa là khởi điểm, vừa là chung cùng. Đây là chân lý vô cùng, vĩnh cửu và bất biến đó các con. Thưa cha, cha bảo trong càn khôn bao giờ cũng còn khối trượt. Như vậy bao giờ địa ngục cũng phải còn đó. Thế thì Đức A-di-đà đã lập 48 lời nguyện quá lớn. Vậy biết bao giờ Ngài làm tròn để về được ngôi chánh giác hở cha? Này con nói đúng. Sự hiện hữu của địa ngục không bao giờ bị xóa đi trong chân lý. Khối trượt bao giờ cũng còn đó. Vì khối trượt mà mất đi thì càn khôn phải sụp đổ tức khắc. Bởi vậy A-di-đà phải làm việc đời đời đó con. A-di-đà Phật hay Vô Lượng Quang Phật là ngôi vị tượng trưng cái lực sáng suốt của càn khôn đó thôi. Lực sáng suốt này phải làm việc đời đời trong chân lý để đối kháng lại cái lực ngu muội và kéo lực này đi lên. Cũng như lực ngu muội sẽ đối kháng lại cái lực sáng suốt để trì cho nó xuống đó con. Chính sự đối kháng, sự xô đẩy, sự hấp dẫn nhau của hai lực này đã tạo nên sinh lực tiến hóa không ngừng của càn khôn và nuôi nấng bảo vệ sự sống hằng hữu của chân lý bất biến. Cho nên A-di-đà không bao giờ làm tròn lời đại nguyện để rồi không bao giờ về đến ngôi chánh giác đâu con. Thật vậy, A-di-đà Phật luôn luôn ở ngôi vị của cái thanh, cái sáng suốt và không bao giờ ở ngôi vị chánh giác, tức là cái biết chân chánh của càn khôn cả. Tại sao vậy con? Vì cái biết chân chánh gồm cả cái biết thanh lẫn cái biết trượt, hay nói cách khác là gồm cả cái biết sáng suốt và cái biết ngu muội. Hai trạng thái biết này phải thể hiện cùng một lúc để hình thành cái biết chân chánh hay chánh giác. Và ngôi chánh giác ấy là ngôi thượng đế hay ngôi chân lý tối thượng vậy. Cho nên A-di-đà Phật sẽ đời đời ở ngôi sáng suốt chứ không phải ở ngôi chánh giác đâu con. Các con nên khá phân biệt điểm quan trọng này nghe các con. Thưa cha nghĩ gì về những đứa con lừng danh như André Gide, Nietzsche, Rimbaud, Thomas Wolfe, v.v. không thèm trở về với cha nữa? Họ cho rằng nếu thật có cha và dẫu cái nhà thiên đàng của cha có hạnh phúc đẹp đẽ giàu có đầy đủ để họ sung sướng, họ vẫn thấy yêu thích trần gian với những khổ vui của nó hở cha? Này con ơi, những đứa con này đều có sứ mạng văn nghệ, dùng văn chương triết học mô tả trần gian với mọi đường nét của nó để nói lên một khía cạnh của thượng đế tức chân lý. Những đứa này đã đóng góp một giai đoạn vào chu trình học hỏi tiến hóa của con người, giúp con người nhận diện trần gian, gắn bó với những nét đẹp bi tráng của nó, sống và say mê yêu thương mãnh liệt những hương vị ngọt ngào, đắng cay, chua chát, mặn nồng, những nét bi hài xấu đẹp thiện ác của con người trần với cuộc sống trần gian. Đấy là lập công việc phát họa một góc cạnh của thượng đế đó thôi. Con hỏi cha nghĩ gì về sự chối bỏ đường về nhà cha của chúng nó? Cha sẽ trả lời rằng chuyện ấy chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng chưa hiểu căn nhà của cha phong phú vô cùng tận. Những gì chúng yêu thích đều có cả trong đó. Chỉ vì chúng chưa biết cái chúng đang yêu thương chỉ là một góc cạnh nhỏ bé trong căn nhà vĩ đại đó thôi. Này con ơi, nếu con thích cái đẹp trần gian hơn cái đẹp thiên đàng, con lại càng nên trở về ngôi thượng đế để thưởng thức nó trọn vẹn. Vì con nên biết không ai yêu trần gian hơn thượng đế, không ai đam mê gắn bó thiết tha nồng nàn với nó hơn thượng đế, cũng không ai ở vị trí nếm hưởng thụ tất cả những nét tế nhị và phức tạp của nó hơn thượng đế. Chỉ có cha mới thật sự biết trần gian, mới thật hưởng, thật nếm đầy đủ mọi hương vị, từ tanh hôi đến thơm tho, mới chiêm ngưỡng sâu sắc mọi đường nét vụng về, thô thiển, tinh vi, mới ngắm nghía trọn vẹn những cảnh sắc xấu xa, nhớp nhúa, mỹ lệ, thanh tao của trần gian. Con có biết chăng, mỗi giây, mỗi phút, tư tưởng, tình yêu và ý lực của Thượng Đế rung động không ngừng trong từng hơi thở, từng tế bào, từng chúng sinh đang di động trong cái sinh hồn của trần gian không? Tóm lại, trần gian chính thật chỉ là một góc cạnh trong vô số góc cạnh của ngôi nhà xưa vĩ đại mà các con đã từ giã ra đi không muốn hẹn Ngài về. Nó là một trong những nét đẹp dị biệt của Thượng Đế hay của chính con đó. Này hỡi cùng tử,
hãy tìm về mái nhà xưa để biết thưởng thức thật sự mọi nét đẹp của con đi. Tìm về nhà cha, tức con tìm về con để thật biết mọi bản chất của con và thật biết hưởng mọi bản chất này đó thôi con. Thưa cha, tối ngủ chim bao thấy đức kim thân, đấy có phải là cha cho thấy không? Tu đến trình độ nào mới được thấy điển cha và được lên đến nơi cha ngự hả cha? Này con, trình độ nào cũng có thể thấy điển cha nếu cha muốn cho thấy. Nhưng trạng thái thấy cũng còn tùy mức tiến hóa của mỗi linh tử và cường độ điển quang cha ban theo tình huống lúc đó. Phần hồn còn mê chưa phát huệ thường chỉ thấy cha trong chim bao, do cha ban chút ân điển cho nhớ cha và nhắc căn tu. Trình độ huệ mở khá hơn một chút có thể thấy cha với hình thức linh ảnh khi công phu trụ được thần. Hay ở những việc đặc biệt, cha thường cho thấy điển của cha qua dung mạo đức kim thân ở nhiều lứa tuổi khác nhau, có khi cỡ như một đứa bé vài tuổi vậy. Tuy nhiên tất cả những cách thấy trên đều chỉ là thấy một luồng điển của cha được thể hiện tùy theo trình độ tiến hóa của linh hồn con, tùy theo trường hợp sự việc và thể hiện thiên hình vạn trạng mà cha không thể diễn tả bằng lời. Cha chỉ nói sơ vài trường hợp thí dụ điển hình cho con hiểu chút vậy thôi. Còn nếu con muốn đến được chỗ cha ngự hay trung tâm sinh lực của vũ trụ thì phải thanh nhẹ lắm mới được. Thường khi con nghe chuyện các vị lên chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế trên thiên đình, nói lên chầu nhưng kỳ thật chỉ ở xa xa, được cha phóng điển tiếp xúc và ban ơn mà thôi. Con được thanh nhẹ chừng nào con mới tiến gần vô trung tâm, tức chỗ cha ngự chừng ấy. Có những phần hồn đã phát huệ, được cha cho ơn chầu cha, tức được đến Bạch Ngọc Cung. Dù có các vị kim tiên đi kèm hộ thêm điểm, nhưng nếu nó chưa thanh nhiều thì vẫn phải ở xa xa, yếu đuối run sợ, đầu không ngẩng lên được vì sự chói sáng rực rỡ kinh hồn của cha. Tóm lại, cha là khối điểm quang vô cực vô biên sinh động mãnh liệt. Các cung các cõi từ trượt tới thanh, từ nặng tới nhẹ, từ tối tới sáng đều là những tần số điển khác nhau của cha đó thôi. Các cung các cõi này được duy trì nuôi nấng sinh hoạt nhờ nguồn điển lực cung cấp từ trung tâm vũ trụ. Có thể nói ở đó phát xuất sinh lực của càn khôn đó các con. Thưa cha, con có nghe nói Ngọc Hoàng Thượng Đế ở cõi trung thiên thấp hơn cõi niết bàn. Chúng con tưởng Ngọc Hoàng Thượng Đế là địa tiên, tức là thấp hơn Phật. Nhưng từ khi cha xuất hiện trong phái vô vi, cha đã cho huynh đệ chứng nghiệm nhiều điều siêu việt và giúp chúng con mở trí rất nhiều. Riêng con cũng được duyên phước hiểu thêm nhiều vấn đề cao siêu mới lạ mà chưa nghe kinh sách nào nói đến. Nhờ vậy chúng con mới biết về tới Phật phải tiến hóa trở về cha. Tuy nhiên chúng con vẫn thắc mắc tại sao cha lại ở cõi trung thiên thấp hơn cõi Phật hở cha? Này con, phần đông các Phật tử cũng như các con thuộc phái vô vi trước nay vẫn hình dung rằng Thượng Đế là ông vua ở các cõi trời thấp hơn cõi Phật. Thật sự những vị vua ở các cõi trời thấp mà các con thường hình dung chỉ là những vị thiên đế, thiên vương hay thiên tôn vân vân do cha phân thân ra để trông nom cai quản. Con phải biết mọi việc trong càn khôn đều do cha điều động sắp xếp. Mọi tầng giới từ thấp đến cao cha đều phải hiện diện dưới nhiều hình thức khác nhau để quay sóc sự tiến hóa những tiểu linh quan của cha ở các cõi đó chứ con. Và các hệ thống tổ chức điều hành công việc của cha thật vô cùng vĩ đại, hết sức chằng chịt tinh vi không sao tả được. Trí phàm các con không cách gì hình dung nổi đâu. Cho nên cha đã nói cha là bầu gánh kim soạn giả, kim đạo diễn, kim đào kép diễn viên là vậy. Do đó cha có mặt ở khắp mọi cung mọi cõi với đủ mọi vai trò từ thấp đến cao, từ vua đến quan đến sĩ tốt vân vân. Còn việc các con hỏi tại sao cha lại ngự ở cõi trung thiên thấp hơn cõi Phật, cha sẽ cho các con biết rằng cha ở cõi trung thiên, nhưng nơi cha ngự là trung tâm vũ trụ, là nơi cung cấp nguồn năng lực để chuyển động guồng máy vĩ đại của càn khôn đó con. Cha ở thấp hơn cõi niết bàn, nhưng thấy biết và có mọi trạng thái của tất cả các cung các cõi từ cực trượt cho đến cực thanh. Vì vậy cõi niết bàn là một thành phần nằm trong cái bản thể vĩ đại của Thượng Đế, và cõi này được Ngài nuôi dưỡng bằng ý chí và thần lực của Ngài đó con. Để các con dễ hình dung, con hãy nhìn lại cái bản thể của con, tức là cái tiểu càn khôn mà con đang ngự trị.
có phải chăng con tức là tiểu linh quang, tức là chân thần của cha, là chủ nhân ông nắm quyền cai quản cả tiểu thiên địa không? Và phải chăng chủ nhân ông hay chân thần đang ngự nơi trái tim bản thể là thuộc về cõi trung thiên của cái tiểu càn khôn mà con đang trông coi không? Như vậy, con có thấy linh hồn của bản thể con không nằm ở vị trí cao của bản thể, nhưng lại điều hành hết mọi sinh hoạt, toàn bộ máy móc cơ quan trong thể xác của con không? Cho nên trước đây hầu như các con thuộc phái vô vi đều lầm cho rằng cha ở cõi thấp hơn Phật nên không bằng Phật. Lúc cha xuất hiện trong phái vô vi, có đứa hỏi cha: ông trời lớn hơn ông Phật hay nhỏ hơn ông Phật? Cha đã trả lời: ông trời nhỏ hơn ông Phật, bằng ông Phật mà lớn hơn ông Phật luôn đó con. Ông trời vừa là ma quỷ, là cát đất, là kim thạch, là thảo mộc, là cầm thú, là con người, là thánh tiên, là ông Phật và là cha ông Phật nữa đó các con. Cho nên về tới Phật rồi còn phải đi, phải tiến đến ngôi thượng đế. Thật ra Phật là gì các con có biết không? Phật là tính thanh, là tính sáng của càn khôn. Nhưng Phật chưa là chính giác, bởi Phật chỉ là niết bàn, là khối thanh, khối sáng của càn khôn mà thôi. Nhưng Phật không là càn khôn, bởi Phật chưa là chân lý, Phật chưa đạt được đầy đủ bản chất của chân lý trọn vẹn đó con. Vì chân lý phải có cả thanh lẫn trược, Phật thì đã lìa tính trược, Phật không còn muốn trược, không còn làm trược, không còn chịu đựng trạng thái ác trược nữa. Vậy nghĩa là Phật chưa toàn năng, toàn giác, toàn mỹ và chưa thật biết bi trí dũng trọn vẹn đó các con. Thật vậy, Phật đã lìa tính trược, không còn muốn trược, không còn làm trược thì chưa thể xem là toàn năng, toàn giác, toàn thiện, toàn mỹ đâu con. Phật chưa đủ đại từ, đại bi để chịu đựng cả trạng thái ác trược, tối tâm ngu muội, để chịu khổ, chịu cực, làm cả ma quỷ hầu hỗ trợ hữu hiệu cho sự tiến hóa không ngừng của càn khôn. Như vậy là chưa đủ bi, dũng, mà bi dũng còn thiếu thì trí Phật chưa thể mở đúng mức được. Phật chỉ thích cái thanh, không thích cái trược, chỉ thích cái sáng mà chê cái tối, cũng là còn mê chấp. Chưa thật sự là vô vi, chưa thật sự hòa, chưa thật ở mọi trạng thái của hư không, nên chưa thể đạt hư không được đâu con. Thế nên Phật phải còn học thêm để được toàn năng, toàn giác và thật sự biết bi trí dũng trọn vẹn đó con. Do vậy Phật đại bi, đại trí, đại dũng với chúng con, nhưng còn thiếu bi trí dũng trước chân lý tức thượng đế hay đấng cực bi. Đó là lý do vì sao Phật đã tuyên bố trong Pháp hội Duy Ma rằng thành Phật rồi vẫn không bỏ đạo Bồ Tát đó các con. Con sẽ hỏi rằng Phật đã học bài trược lúc còn ngu muội, đã biết nó rồi, đã từ chỗ trược mới tiến lên thanh, sao giờ đây lại còn phải học trở lại nữa? Tại sao? Đây, cha giải thích cho các con rõ. Các con nên biết trước đây Phật đã học bài trược, biết cái trược bằng cái trí ngu muội tối tâm. Sau đó Phật phải từ bỏ nó, lìa nó để tiến lên được cái thanh, cái sáng. Sáng rồi, thanh rồi cũng chưa phải đến nơi đâu con, chưa là chân lý. Vì chân lý phải có sáng, có tối, có thanh, có trược cùng một lúc. Cho nên nếu Phật muốn tiến hóa lên nữa để về tới chân lý trọn vẹn, đạt đầy đủ bản chất của chân lý, Phật phải trở xuống trược để tiến hóa nữa. Nhưng lần này đã có trình độ sáng, Phật sẽ trở xuống trượt bằng ý chí sáng suốt, nhìn cái trượt, thấy cái trượt với minh triết, đi vào trượt mà chủ động, nếm trượt, chịu trượt, không phải vì ngu muội, vì vô minh, mà vì bi trí dũng đó các con. Do vậy nên càng xuống trượt thì càng thanh hơn, càng dấn thân vào chỗ tối, chỗ nặng thì càng được sáng nhẹ và bi trí dũng càng lúc càng phát triển cho đến vô cùng tận. Đến bao giờ Phật thực hiện được thanh trượt cùng một lúc, điển quang rung động hòa làm một vào mọi trạng thái từ trượt tới thanh, từ tối tâm đến sáng suốt, ấy là đã về đến chân lý, đạt được mọi bản chất của chân lý, hợp nhất với khối đại linh quang của vũ trụ, được ở ngôi vị thượng đế. Chừng ấy Phật mới thật sự được hòa vào hư không vậy. Cho nên khi một linh hồn từ cõi nặng trượt về đến cõi thanh tịnh sáng suốt,
Nếu nó ham thích cảnh niết bàn, bám víu hưởng thụ cảnh thanh tịnh an lạc mà dừng nghỉ ở đó không chịu tiến nữa, ấy cũng là mê, là cái nghiệp tham si của Phật. Mê thích cái thanh tịnh sáng suốt an lạc mà ngồi lại đó mãi, không lo tiến hóa gây trở ngại cho sự tiến bộ của nó, sái quy luật tiến hóa của càn khôn, ấy cũng là sái quấy, là tội lỗi của cấp Phật vậy đó các con. Nên nhớ rằng chân lý không thể dừng nghỉ, nó phải luôn luôn di động, nó mới được đời đời bất biến. Muốn ở trạng thái thực sự nghỉ ngơi, thực sự an hưởng, con phải làm việc không ngừng, đấy là chân lý đó các con. Cho nên về đến niết bàn chỉ hưởng được thanh tịnh an lạc, chứ chưa hưởng được trạng thái cực thanh cực tịnh cực an lạc để nếm hạnh phúc tuyệt diệu kỳ ảo vô tận vô biên đâu các con. Hãy biết rằng khi cực động mới hưởng được cực tịnh, khi ở mọi trạng thái cùng một lúc, vừa trượt vừa thanh, vừa địa ngục vừa trần gian, vừa niết bàn vân vân, thì mới thưởng thức được trọn vẹn mọi cái đẹp, mọi lạc thú mênh mông vô cùng tận đó các con. Bạch cha, đây là lần đầu tiên trong lịch sử triết học của loài người chúng con được nghe cha giảng những tư tưởng thật mới lạ, siêu việt về bản chất tham sân si dục vân vân của con người mà hầu như các học thuyết triết lý trên thế giới vẫn còn bế tắc. Đây cũng là lần đầu tiên suốt mấy ngàn năm từ khi có Phật Thích Ca đắc đạo, chúng con mới được nghe rằng Phật còn phải đi học, Phật chưa đủ bi trí dũng, và được nghe cha phân tích cái nghiệp tham sân si và tội của Phật. Thật là những điều quá cao siêu mà trong lịch sử nhân loại chưa hề ai dám nói như cha. Điều này chắc chắn sẽ gây chấn động lịch sử triết học thế giới. Từ trước tới nay chúng con nghĩ rằng Phật đã diệt hết tham sân si dục vân vân, Phật là bậc đại giác, tu về được tới niết bàn là đã viên mãn, đã tới nơi rồi. Nhưng trong kinh Duy Ma, khi được hỏi thành Phật rồi còn làm gì nữa không, thì Đức Phật đã dạy rằng thành Phật rồi vẫn không bỏ đạo Bồ Tát. Điều này đã làm cho chúng con hoang mang vô cùng. Đến nay khi nghe cha giảng rõ, chúng con mới giải tỏa được phần nào nghi vấn hằng ấp ủ bao năm đó thưa cha. Này con, Phật là bậc đại giác trước con người, nhưng vẫn còn ngu trước chân lý tối thượng đó con. Phật đại giác chứ chưa phải là chính giác. Cái biết của Phật có lớn thật, vĩ đại thật, nhưng Phật chưa biết hết, và Phật còn phải học nữa để tới ngôi chánh giác đó con. Và rồi nếu con cho rằng tu về tới được niết bàn là đã viên mãn, đã tới nơi, vậy cha thử hỏi con, chân lý có giới hạn không hỡi con? Thì ắt con phải trả lời, chân lý vô giới hạn. À, như vậy thì tại sao đi tới niết bàn rồi không còn đi nữa hỡi con? Vậy chân lý giới hạn ở chỗ niết bàn sao? Chân lý chấm dứt ở chỗ đó sao hỡi con? Bởi vậy cha vừa có dịp mở trí cho chúng con hiểu thêm chân lý. Đấy chỉ là diễn tả sơ lược cho các con hiểu qua sự tiến hóa của cấp Phật theo ngôn ngữ và trình độ mà các con có thể vói tới được. Nhưng điều này thật cao siêu, ở đây cha chỉ nói sơ cho chúng con có chút ý niệm để có cái nhìn rộng rãi hơn về chân lý. Cha chưa thể giảng giải cho các con nghe như cha đã giảng riêng cho cấp Phật. Đấy tạm gọi là chân lý vô thừa mà trình độ các con không sao hiểu nổi, nghe là lộn xộn rối loạn rồi hư hết. Cái giáo lý siêu thừa mà cha thường giảng thấp lại cho nghe theo trình độ giới hạn của các con đã chưa chắc gì các con thấu triệt, huống gì cái giáo lý vô thừa giảng riêng cho trình độ Phật hỡi con. Giờ đây các con còn phải khó nhọc phăng dò từng bước, từ trượt lên thanh, cái nghiệp tham sân si vân vân và những cái tội của Phật, là cái mà các con còn phải ngày đêm ráng trau dồi học hỏi để đạt tới. Cha mong sao các con đến được chỗ đó dùm cha đi, tới được cõi thanh tịnh sáng suốt niết bàn đã là giỏi lắm rồi, vì tới được trạm đó các con đã gần nhận diện được thật sự trọn khuôn mặt chân lý rồi đó các con. Cho nên cha chỉ nói sơ qua cho biết chút ít để giải tỏa chỗ so sánh lầm giữa ông trời và ông Phật đó thôi, để các con chứng nghiệm và học hỏi bằng vô vi và hữu vi một lượt về nhiều điều thật cao siêu dị thường mà hằng hà sa số Phật chưa có cơ hội chứng nghiệm và hiểu biết. Sự kiện vãng vô thừa cho cấp Phật tại trần gian vào buổi hạ nguyên mạt kiếp thật là một hiện tượng chưa hề có trong lịch sử càn khôn đó con. Điều dị thường này đã xảy ra cũng nhờ một cơ duyên hy hữu, vì cha bất ngờ chọn được một linh hồn có công phu tu chứng xứng đáng ở trình độ vói tới chân lý để có thể giảng được vô thừa.
Nhờ vậy luồng điển siêu quang của cha từ cõi cực thanh ban bố xuống cõi trần trượt đã thể hiện được tính uy nghi sáng suốt trong những lời giảng dạy cho cấp Phật mà không bị ảnh hưởng méo mó sai đi nhờ trình độ hiểu biết sâu xa của xác trần đó các con. Vả chăng phần hồn của kim thân này đã được cha xác nhận có đủ tư cách quả vị để nhận điển cha giảng dạy cho các vị tiến hóa cao còn dưới cõi hữu vi. Sau này khi cha thực sự xuất hiện làm việc, cha sẽ chuyển những cơ hội đặc biệt để nhiều vị tiến hóa cao ở các nơi đến học hỏi với đức kim thân. Tóm lại, để các con thấy rằng tất cả chỉ là định luật tiến hóa, vì sự tiến hóa cho mục tiêu tiến hóa đời đời để được hằng hữu đời đời đó các con. Mọi sự phải vận chuyển và tiến hóa không ngừng, địa ngục, trần gian, niết bàn vân vân cũng chỉ là những trạm tiến hóa hiện diện trên cuộc hành trình học hỏi của tiểu hồn để đóng góp cho mục tiêu tiến hóa của nó đó thôi. Nhất là trạm trần gian là một môi trường mà cuộc gặp gỡ và sự đối kháng giữa hai lực thanh trượt diễn ra mãnh liệt sôi nổi nhất đó các con. Đấy là trường tiến hóa sinh động bậc nhất của càn khôn đã cung ứng biết bao sự kiện để tiểu hồn chứng nghiệm học hỏi. Từ những vấn đề then chốt trong đời sống vật chất tinh thần mà con người phải lao tâm khổ trí để giải quyết, rồi những diễn biến xoay quanh nó từ xã hội, văn hóa, kinh tế, chính trị, khoa học, những tiến bộ văn minh vật chất, những vấn đề tâm linh, những nguồn triết lý tôn giáo, các chủ nghĩa, các học thuyết dị biệt, rồi những dao động của đời sống, những khổ vui của kiếp người, những lạc thú trần gian, đính kèm theo những thảm kịch bi đát, những cảnh máu lệ, chiến tranh giết chóc, thiên tai địa ách, những bất trắc không ngừng đe dọa kiếp người ngắn ngủi chống tàn. Tất cả những thứ ấy chỉ là những cơ hội hiến dâng cho con người, cho tiểu hồn học hỏi, tìm biết mọi bản chất của nó, học tiến hóa không ngừng những bản chất đó để nó được tiến hóa luôn luôn. Cho nên tiểu hồn từ thanh tiến xuống học trượt, từ trượt tiến lên học thanh, rồi học thanh và trượt cùng một lúc, cho đến khi đạt được chân lý về đến ngôi thượng đế. Khi đã đạt được chân lý về đến cội nguồn hòa vào hư không, vậy đã dừng nghĩ được chưa hỡi con? Còn đi nữa không? Còn chứ con, vì chân lý không thể dừng nghỉ, nó phải đi, phải di động luôn luôn, nó mới được sống còn, hằng hữu và bất biến. Chân lý là cái khối tròn vô biên, đời đời xoay quanh nó, luôn luôn tự nhìn nó, tự sống với nó, tự học hỏi nó, tự lo tìm thấy biết nó đời đời, để đời đời không bao giờ nó tự đánh mất nó đó các con. Vì vậy, Thượng Đế phải học về Thượng Đế đời đời, học bằng cách phân thân tiểu hồn đi xuống thế. Có đứa cho rằng, đi mãi hết sức nhọc nhằn mới về đến nơi, đến được ngôi Thượng Đế rồi, lại ra đi nữa, chán thật. Không chán đâu con, Thượng Đế đi hoài mà vẫn ở tại chỗ đó thôi, đi mà như không đi đó con. Và rồi nhờ cha chịu làm việc luôn luôn nên cha hưởng lạc thú luôn luôn. Trong càn khôn này không ai làm việc bằng cha. Việc gì cha cũng làm. Cha làm việc đến mức độ mà cha như không làm gì cả, nghỉ ngơi sung sướng luôn luôn. Vì cha cực động nên thành cực tịnh đó con. Những trạng thái này con phải là cha để chứng nghiệm được mới hiểu. Nghe cha nói con không thể hiểu nổi đâu. Cho nên khi con về đến ngôi Thượng Đế, ở vị trí của Thượng Đế, con lại thèm muốn, lại thấy cái nhu cầu khẩn thiết học hỏi để tiến hóa, và con lại phân thân ra làm các tiểu linh quang để đi học. Việc đi học nhất định không thể không có, vì đây là bản năng phấn đấu sinh tồn của chân lý, và cũng là ý nghĩa của hạnh phúc, là lạc thú vô biên trang điểm cho sự sống hằng hữu đời đời của chân lý đó các con. Thưa cha, con chưa hiểu tước vị đức kim thân, xin cha giải thích cho con rõ. Này con, đức kim thân là tước vị cha đã ban khi cha ấn chứng quả vị cho linh tử này. Chữ kim thân cha dùng ở đây là huệ mạng kim can, là một xác thể được tinh luyện để không còn hư hoại nữa. Nên linh tử này còn có tước vị là đức huệ mạng kim can. Xác của linh tử này hiện tại còn thuộc về hồng trần, vì cha còn cần nó trần. Khi nào cha thấy không cần nữa, cha sẽ dùng quyền năng để tinh luyện nó thành bất hoại. Đây là một hiện tượng khó tin nhưng hoàn toàn có thật ở thế kỷ 20 này, mà trần gian sẽ có dịp chứng kiến về sau. Quyết định chọn xác của linh tử này là kim thân cha là một quyết định quan trọng bất ngờ của Thượng Đế trước hiện tượng chứng quả dị thường của linh tử này.
Cha không thể nói rõ sự kiện, nhưng có thể diễn đạt sơ lược một chút cho con hiểu qua. Ấy là vì khi được cha tiếp điển mượn xác, phần hồn linh tử này đã bất ngờ chứng ngộ đạo vô thượng, vói tới chân lý trong những trường hợp hết sức kỳ lạ và hy hữu, khiến Thượng Đế phải kinh ngạc thích thú và quyết định bất ngờ ấn chứng quả vị cho linh tử này, ban ơn phước cho xác của linh tử này được trở thành kim thân bất hoại về sau, và giao sứ mạng cho linh tử này thay cha về mặt hữu vi dưới cõi trần để tận độ dìu dắt dân tiến vào kỷ nguyên thánh đức. Khi cha xuất hiện làm việc, cha sẽ phải chuyển cho trần gian dần dần biết được hiện tượng dị thường hy hữu này đó các con. Cho nên rồi đây các con sẽ có dịp biết cha qua đức kim thân với một hình ảnh đặc thù của Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trần gian vào cuối thế kỷ 20. Cha sẽ sống như một người trần gian, cha sẽ phát áo trần, không phát áo đạo. Điều này để dạy các con phá bỏ hình tướng trực tiến vào cái tâm. Các con tu áo, tu hình thức, tu bề ngoài nhiều rồi, tu tâm chưa được mấy ai. Cho nên lần này cha xuất hiện, dạy cho các con phá mê, phá chấp. Cha sẽ dùng một hình thức bên ngoài hoàn toàn như người trần, có một nếp sống thật trần nhưng lại thoát trần. Qua đức kim thân, cha muốn đến với trần gian bằng một sắc thái mới lạ, vừa trần thật trần, vừa siêu thật siêu, có cung cách vừa trượt vừa thanh một lượt, để thể hiện những đường nét dị biệt trong chân lý, hầu mở trí cho nhân loại hiểu thêm Thượng Đế vào hậu bán thế kỷ 20 này, trước khi diễn ra cơ tận diệt của thế giới đó các con. Thưa cha, mấy hôm nay chúng con được tin cha sắp đi quy ẩn. Chúng con đã tìm mọi cách vào được đây để tiễn cha và được nghe những lời giảng dạy quý báu của cha. Nhờ có cơ hội cha sắp đi nên chúng con mới được dịp may mắn len vô đây để diện kiến cha. Xin cha cho biết tại sao cha đã giáng thế làm chi để rồi lại phải đi quy ẩn hở cha? Này con, cha giáng thế trước ngày giờ nhờ chọn được xác lành đẹp ý cha, nhưng cha phải vào cơ quy ẩn vì chưa đến lúc làm việc đó con. Vì màn này là màn khố trượt làm việc theo thiên cơ, nên lẽ ra cha phải ẩn dạng khi xuống thế cho đến khi ra mặt thật sự và không con nào được biết cha. Nhưng sở dĩ phái Vô Vi được duyên phước biết cha là nhờ một huynh đệ của con có trình độ tu chứng, có cơ hội bất ngờ ngộ cha dưới thế. Cũng vì duyên phước này nên từ trước đến nay cha cũng hé chút cửa để ban ơn cho các con đó thôi. Giờ đã đến lúc ánh sáng phải che đi để bóng đêm chuyển động tràn lan. Cho nên cha phải lui vào cơ quy ẩn thật sự để khố trượt lộng hành khảo đảo theo luật tiến hóa của càn khôn đó các con. Rồi con xem sau khi cha ra đi các con sẽ bị khảo đảo nhồi quả. Con nào cũng bị trượt khảo tùy theo nghiệp lực của nó. Nếu nó không trụ được điển để tâm phóng ra ngoại giới thì ắt phải hỗn loạn đảo điên. Con nào khôn ngoan biết giữ điển, lo siêng năng công phu, giữ miệng ít nói, dành tâm trí niệm Phật hoặc niệm danh cha luôn luôn sẽ giải bớt khổ nạn hoặc tránh những chuyện rắc rối kéo tới khảo đảo. Còn ngược lại nếu không lo kiểm soát điển, nói chuyện nhiều, phát ngôn quá nhiều, thế nào cũng bị ô nhiễm nhiều trượt, rồi sanh biến tâm loạn động, kéo chuyện rắc rối khổ nạn đến khảo đảo mình mà thôi. Tầng trượt khí càng lúc càng dày. Vài ngày nữa các con xem, sau khi cha ra đi, các con sẽ bị trượt khảo mọi mặt, cả đạo lẫn đời, để rồi có hiện tượng huynh đệ chia rẽ, đố kỵ, tị hiềm, xa lánh, nói xấu nhau, hoặc lập ra phe này phái nọ, dụm năm dụm ba, bàn tán nói toàn chuyện hướng hạ, để quấn trượt tới khảo đó các con. Rồi cũng có hiện tượng tung tin thất thiệt, loan đồn dựng đứng nhiều tin tức sai sự thật về cha, để thoá mạ cha, dấu rằng cha sẽ lui vào im ẩn, sẽ không còn nhắn gửi tuyên bố bất cứ chuyện gì bên ngoài. Nhưng rồi vẫn có kẻ sẽ dựng tin cha tuyên bố thế này, cha hành động thế kia, hoặc bịa đặt nhiều điều về cha để gây bàn tán xôn xao trong dư luận, gây chán nản mất niềm tin, gieo hoang mang quần chúng, tạo sự hỗn loạn cho cơ đạo. Rồi cũng có hiện tượng tung tin thất thiệt, loan đồn dựng đứng nhiều tin tức sai sự thật về cha để thoá mạ cha, dấu rằng cha sẽ lui vào im ẩn, sẽ không còn nhắn gửi tuyên bố bất cứ chuyện gì bên ngoài. Nhưng rồi vẫn có kẻ sẽ dựng tin cha tuyên bố thế này, cha hành động thế kia, hoặc bịa đặt nhiều điều về cha để gây bàn tán xôn xao trong dư luận, gây chán nản mất niềm tin, gieo hoang mang quần chúng, tạo sự hỗn loạn cho cơ đạo.
điều ấy chắc chắn phải xảy ra không tránh được khi khối trượt hoành hành thao túng trong những ngày tới. Cũng như giờ này có những con đến đây đảnh lễ cha, nghe cha giảng dạy và biết kính trọng cha, nhưng rồi vài ngày nữa sau khi cha ra đi, trong số những con có mặt ở đây cũng có đứa sẽ loạn tâm để chửi cha, nói xấu cha, thóa mạ cha, lăng nhục cha đủ mọi mặt, vì lý do này hay vì lý do khác. Chuyện ấy chắc chắn phải đến. Đây là màn mà Thượng Đế phải bị hạ bệ để ma quỷ lên ngôi. Đây là lúc mà cha phải gánh khổ nhục và vác thánh giá dưới trần qua đức kim thân, lãnh bớt khổ trượt trần gian để bớt thêm nguyên căn nặng nghiệp trong cơ chết chóc. Cha sẽ chịu đựng hết vì đây là hạnh nguyện của cha, và cũng vì cha muốn chuyển cho đức kim thân học gánh vác như cha cho tròn hạnh nguyện với quả vị của linh tử này. Nhưng cha chỉ e và thương cho các con nào không biết giữ mình, không trụ được điển để loạn tâm sinh làm bậy nói bậy, tự hại mình và hại người, tạo quả báo để chịu khảo đảo, khiến phải vấp ngã rồi chậm trễ con đường về đó thôi. Chuyện gì đến ắt đến, nhưng cha vẫn nói trước để con nào nghe và biết giữ mình được thì phước cho nó, thì nó đỡ khổ. Sau này khi Thượng Đế tái xuất hiện để thật sự làm việc, Ngài sẽ đáp lại xứng đáng mọi thắc mắc, mọi điều phê phán, mọi thóa mạ lăng nhục Ngài qua kim thân Ngài bằng những sự kiện thực tế trước con người và lịch sử. Rồi tất cả các con cũng sẽ hiểu thôi. Suốt mấy năm nay, nghe tin cha đi quy ẩn, hàng vài trăm con mỗi ngày lũ lượt từ các nơi tìm đến đây bằng mọi cách, len vào hội ngộ cha trong vài giây phút ngắn ngủi trước buổi cha ra đi. Giai đoạn vừa qua, cha đã xuất hiện trong chúng con như một lóe sáng tẩm khắc trong bóng đêm dày đặc để ban rải cho chúng con một chút ân phúc của Thượng Đế. Những năm rằng, trong thoáng chốc hân hoan ấy, cha đã mở thêm những chân trời mới lạ để các con dấn thân học hỏi, tìm kiếm hầu cuối cùng đạt đến cái biết vô cùng của chân lý vô biên. Giai đoạn vừa qua, cha cũng cố ý đem trình độ siêu thượng thừa đến khai lối tiến cho các con, để các con có thêm những ý niệm mới về chân lý, về Thượng Đế, để được hiểu hơn một chút về định luật tiến hóa không ngừng của vũ trụ, hầu khai thông một số vấn đề vĩ đại mà đa số nhân loại vì vô minh nên đi vào bế tắc, không nhận diện được những ý nghĩa của kiếp người, để rồi lên án sự phi lý, sự trống rỗng của nó. Hiểu hơn một chút để có ý niệm sáng tỏ hơn về cuộc hành hương vĩ đại của con, để hiểu con chính thực là ai, từ đâu đến đây để làm gì, và rồi phải trở về đâu. Nhờ vậy con sẽ ý thức rõ hơn về sứ mạng thiên nhiên là đi học để tiến hóa mà con đang đeo đuổi một cách vô thức qua những kiếp sống trầm luân dị biệt trên cuộc hành trình đăng đẳng của con. Và cũng nhờ vậy con sẽ biết nhận diện hơn những bản chất tham sân si dục vân vân bất khả diệt của con, được thể hiện qua những màu sắc, những khuynh hướng khác nhau, từ ác tới thiện, từ trượt đến thanh, để rồi ngày đêm biết lo phấn đấu không ngừng thăng hoa nó đi lên, đừng cho nó dậm chân mãi một chỗ nặng nề trọng trượt, khiến con đắm chìm ngục lặng mãi trong vô minh không tiến được, để phải có lúc bị đào thải bởi sự vận chuyển không ngừng của bánh xe tiến hóa mà thôi. Tuy nhiên những gì cha có dịp nói với chúng con cũng chỉ là diễn đạt siêu thượng thừa theo cách thức mà trình độ hiểu biết của các con có thể gói tới được. Và rồi ngôn ngữ thì bé hẹp, trình độ hiểu biết của các con có giới hạn, mà chân lý thì mênh mông vô biên. Vì thế không thể có việc trong một thời gian giới hạn dùng một ngôn ngữ hẹp hoài giới hạn để nói tới một trình độ hiểu biết giới hạn về cái vô giới hạn của chân lý vô cùng được đâu các con. Cho nên những gì cha nói cũng chưa phải là chân lý, cũng chỉ là những nét vụn về thô thiển cho một số khía cạnh trong vô lượng khía cạnh của chân lý mà thôi. Vì chân lý vốn không thể diễn đạt, không thể nghĩ bàn đâu các con. Cha chỉ tạm phát họa một số đường nét lớn trong chân lý để hướng dẫn các con tiến bước. Nhưng rồi các con nên nhớ, những đường nét cha vẽ ra đó tự nó cũng chỉ là cái bóng ảo ảnh. Con phải biết dấn thân chứng nghiệm nó con mới hiểu. Vì các con đều biết không thể chỉ có việc nhìn kinh thành Paris trên bản đồ để thật biết bao.
Paris đâu các con. Cho nên con phải dấn thân nhắm nó, sống với nó, chứng nghiệm với nó, con mới thật biết nó mà thôi. Này các con, mấy hôm nay trước khi cha chia tay, cha có dịp gợi cho sáng lên trong chúng con ánh giữa thiên mà mỗi con đều có sẵn. Vậy các con hãy siêng năng nuôi dưỡng để càng lúc nó càng được sáng hơn bằng tam công tứ lượng đi các con. Cộng ngày rồi các con ơi, đừng mê trễ, đừng để ánh giữa thiên kia phải yếu ớt lụn tàn dần rồi đi không kịp nha các con. Thôi, cha ban ơn cho tất cả các con. Thánh huấn của Đức Thượng Đế ban lần đầu tiên khi giáng trần